Mở đầu video mình thân chào ông bà cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay á mình với cả nhà mình với ba má đi ăn sáng ngoài chứ không có ăn ở nhà. Giờ mình đi hẹn với ba má lại cái quán đó đó, tại vì ba chọn cái quán đằng này nè, rồi ba rủ nhà mình đi ăn sáng luôn. Đi thẳng là chợ Long Hồ, quẹo qua đây là đi qua cái hướng xã Long Mỹ. Dạ thưa ba, dạ thưa má. Bên nào cũng được hết trơn, đậu bên đó đi. Cái quán này á, là nghe ba nói vừa ngon bổ rẻ luôn nè. Ba thường hay đi ăn quán này lắm nè. Cay dữ lắm, cay nè, để hỏi cái chị bán này coi có phải không nha. Dạ. Hủ tiếu Nam Giang có gì thần luôn. Ăn có được tận con. Không. Ủa chị, cái hủ tiếu này là hủ tiếu Nam Giang hay gì có cà rô chị? Dạ, không, hủ tiếu Nam Giang. Cho em mấy câu đặc biệt hết đi. Dạ. Mấy câu đặc biệt thôi chị, không, hay để em hỏi ba má. Ba má, ở đây chị hủ tiếu với cái gì chị? Hủ tiếu với cơm. Hủ tiếu với cơm. Má ơi, hủ tiếu với cơm. Vậy là có mình một dĩa cơm thôi, còn dĩa cơm là một dĩa cơm, còn tô của ảnh thì làm sao, thứ mà làm sao chậm, đặc biệt khách nên nha. Có bán trứng vịt nữa hả chị? Dạ. Có bán trứng vịt nữa hả chị? Dạ.
anh nhìn thấy cái em nhìn thấy em thấy mê hả? Cái con nhỏ này xinh nhỏ rồi. Để lát hỏi chị đi xin cho giám. Không có đắng hết em. Không đắng hả? Dạ đúng rồi. Còn bé hai nó dạy mà không biết tên gì. Để đem gì mấy trái bơm đi. Biến ăn cơm sườn trước ha. Biến nó đi đâu nó có ăn cơm không à? Cơm chắc đã cua. Nó đi đâu nó không kêu cơm. Nó chạy ra tay sao con đi đâu con kêu cơm không vậy? Gì á, Đức cũng vậy. Nó đi ra ăn cơm, cơm ăn cơm. Chính Úc mà ba ăn nữa này. Ăn cũng không thấy nữa. Thời đó đâu có ai ít hay gì. Năm số đứa là ít á. Có ăn nữa mới đi mừng. Chấm được không? Thì con gót cho miếng. Gót nếm vô mùi vị nghe nhớ lại liền. Cuộc hồi chị hai nấu quán ở nhà hồi đó ở trong nhà bán cũng được không á? Trời ơi bây giờ bán cũng ngon. Hồi đó nhà ít nó còn bán được không? Giờ già nhóc rồi. À.
trước cửa nhà má mình đó. Chị hai các cái những cái quán nhỏ nhỏ vậy em bán hủ tiếu, nó bán cũng được. Lúc đó chị hai bán đó còn bán là thẩm thấy đường. Cái hủ tiếu đó mình nhớ hình như cái điện tóc của Thảo không á, tóc Thảo đó. Là chị hai bán hủ tiếu rồi. Thảo đâu không thấy vừa bán đi làm tóc chị hai bán. Còn đầu tiên nữa là con nhớ là mấy cái cây quán mà lúc đó con lộ gì làm con đi chỗ cái cua á, các cái quán này chỗ cua bán muốn ghiêu không, bán muốn ghiêu cháo cho làm. Nhớ đi làm hộ về năm 9 mấy 97, 98 gì vậy. Muốn nhiều bán nước uống. Nghĩ cua có cây me không? Nghĩ cua cái cầu Long Mỹ đằng đó đó má, là hồi đó má trèo ghe đỡ đi ra chợ Long Hồ là đi ngang cái cầu Long Mỹ này ha. Cầu Long Mỹ ở trên kia kìa. Cầu này Long Mỹ nữa má. Long Mỹ nữa. Cầu này cũng cầu này mới bắt đây. Dạ. Cầu kia là vô Việt Nam này. Vô Việt Nam á, cũng Long Mỹ nữa ba. Cầu này Long Mỹ nữa. Bên Bắc. Cầu này Long Mỹ vậy mới. Bắc qua Long Mỹ. Vậy là đi ngang cầu kia rồi có đi ngang cái chỗ này luôn không? Đi ngang cái cầu này luôn không? Thì đi ngang nhưng mà cái cầu đó chưa có, cầu nó mới bắt đây nè. Đi chợ rồi đi đường Hòa Tịnh thì đi về dưới ruộng. Dạ. Mới bắt mấy ngày nữa. Đi ruộng Mỹ á thì đi ngang Việt Nam, đi cầu kia. Cầu này mới bắt 2-3 năm nay. Con đường này cũng mới mở ở đây. Sao mở, mới mở đây rồi. Chứ đó, thấy đi học rồi đi đường ngoài không đâu đường này. Dưới thêm cái nữa là đường với mấy sông mới cán nhựa mới làm sao á. Mới đi trong này. Lót đan, lót miếng đan. Đầu tiên là em lớp. Nhớ là lớp đi bộ được. Tiếu lòn này mới cua, mua cái dụng con cua. Có một cái đặc trưng mà mấy cái món ăn sáng nó nước đồ á. Ở đây khác với Trà Vinh, ở đây niêm ngọt không? Đúng rồi, mỗi vùng miền khác nhau.
ngọt hơn. Ở Trà Vinh thì ít có ngọt đường, mà ở đây là ngọt đường nhiều. Ở thành phố không có ngọt đường. Ở đây không? Quán nào cũng vậy. Trà Vinh thì không có ngọt đường. Trà Vinh nước mặn, đâu có bỏ đường. Mới hồi đó ở ngoài cống mà muốn đi chợ Long Hồ là phải đi với sông Long Hồ, bây giờ có cái bắt cái tàu qua Long Mỹ rồi mới vô chợ Long Hồ. Với về hồi đó đi Long Mỹ là phải đi qua cái đò gần nội có cái bến đò đó, bến đò qua hai tỉnh đi đò không, như mỗi lần đi với ruộng đi về đi bộ về đây nè, đi đò bến đò hai tỉnh đó. Dạ. Ủa giờ còn đò không hay là không nghĩ à? Nãy giờ chắc không ai đi đâu nữa, người ta đi xe, ta chạy cái vụ người ta chạy xuống như này nè, mộc quá. Dạ. Qua cầu qua đò chỉ mất công. Dạ. Qua cầu rồi. Giờ hết đò. Vậy mà trong ấy còn đó không á, Long Hồ nè, cái đò mà qua bên ngay chỗ ông chú Sứ Mui đó ba. Còn ba nữa. Còn đò đó đó. Bữa đó con đi nè, con thấy đò nè, mấy chiếc luôn á nha. Đò mà không? Không, đò chèo. Bữa là đò chèo. Đi dầm cái chậu rồi đó ha. Vậy là chắc mấy người dân người ta đi bộ giống như gần gần, nó muốn đi xe giống như hoặc là những người không có chạy xe rồi đó. Nó phải xẹt qua người tới rồi. Ngon hơn. Năm, ba ngàn. Thấy chèo, còn chèo đò đó. Để bữa nào mày chở như đi ác sáng, chở đi thấy là có đi đò. Bữa nào cho ông Nguyễn nó thấy kìa, mày chở Nguyễn với Thảo đi chợ đó. Thấy. Mặt trần vô à.
đây cắt mũi nữa, tối mũi nè, cỏ không đây cỏ nè, cỏ con bút đây là cỏ nè, cỏ nè, cỏ mấy bụi chuối ấy là mũi nhớ là đi cắt lấy chuối là bủ heo á, mũi thấy bà đó nuôi heo đâu có làm chuồng đâu. Đó làm gì có được, cứ lấy chú cô đi kiếm cái lấy chú cô đụng chết. Hết người này cắt, hết người kia cắt. Cho nó ngủ trong nhà không? Tối đem cái ủ heo vô. Bây giờ lá chú cô đầy, đó lá chú cô đâu có hiếm lắm. Cái ủ heo làm cái chuyện đó hết trơn. Còn kêu khó mà. Chú cô còn kêu cái chú. Cái hiếm là do vậy không? Còn cái cọng nghe ổng dùng cái lá chú. Ở đó cái vùng này nè, vườn nào ta không biết đó, đi bẻ trái cây đó. Ở đây nữa à, vậy hả chứ ba, vườn nào ta có leo cây bẻ cây đấy, tới mùa là bẻ trái cây biết hết trơn. Vườn ông chính à, là đó bà bẻ trái cây giống như mua trái cây bẻ rồi về cho bà nội đi bán. Ừ, với điều bẻ mướn, vừa bẻ mướn mà không. Vừa bẻ cho bà nội bán. Ở đây là xã nào ta cũng biết rồi. Khu vực này là bên Long Mỹ, bên Long Mỹ, tỉnh Long Thanh, Long Mỹ, vườn nào có trái cây ta biết hết trơn. Nó đi mua xa vậy. Rồi nguyên cái khu này bọc đi ở trong này có đường đi nữa. Vậy hả? Đi. À, đúng rồi, nãy con thấy có cái đường ra. Đó đi bọc lúc ở trên đó là mới ra. Nhà trong tập hư rồi. Sao? Giờ làm đường ra, con thấy đường ra trong đó đó. Sau này là mới lộ mà, nghe nói. Vậy hả? Giờ mấy cái cây giống như ba ấy, ngày xưa chắc là nốn hết rồi. Đâu giờ trồng mấy cây mới mới rồi, thấy lùng lùng hết. Đâu còn cây xưa nữa. Cái bơm. Nó ngon quá. Cái chua chua ngọt. Bán 49.000 ký à. Bơm hả? Dạ. Đâu bơm để ngon. Cái chua chua ngọt hơn. Ừ, đậu trái vậy mà bự nó sắp sập rồi. Dạ. Này 49.000. Cái chua cũng không có hộ chua. Thấy ngon, mà không ai mua cái này không. Bé thấy cưng quá này. Dễ hết chứ dễ. Cưng nghe rồi kìa. Người cha mẹ hương ngoại đi học. Bây giờ đi đi học. Bây giờ Tiến đi học rồi. Bữa nay Tiến học môn toán luyện học sinh giỏi. Bước. Con này bước ra con kia bước vô đạp lên mấy ngày chứ đang thùi cái trứng nó gom nó cỏ rồi cho nó thì đẻ. Cái trứng đó cho nên là không có đem đi ấp được không ba, sẽ bán cho người ta ăn nè. Ừ. Là dạt ra đó trứng mà cái nước là ướt dơ rồi là nó ấp được, bởi vì người ta dạt ra nó mới bán nè, bán như mình ăn á. Còn mà trứng sạch đồ này nọ là nó đem vô nó ấp, trứng này mình phải rửa lại, rửa là nó mất đi cái giống như là dần giống như là trái cây với trái thấm vậy đó. Bữa nó như nó đâu có hiểu, nó dịch này nhóm bé vào nhà đó má, nửa đêm mưa cái đám mưa quá giờ luôn, ông không đi trong nhà của ổng á, chứ để ngoài nó dẫm banh hết rồi sao bán được trứng không. Thịnh rồi tối mà nó mò tạch ngủ nửa đêm đó, trời đất ơi dịch gì mà giờ này mà nó mò ta nhìn ra nước không vậy mà sáng á má. Con nhìn nó mấy cái lỗ đất nó biết không, nó lủng lỗ bị lớn vậy nè. Nó mò cái mỏ nó tạch á. Cái mỏ nó chưa dữ tiệt lắm, nó mò là lỡ dữ lắm đó. Bởi vậy hồi đó mới dịch mà nó ghĩa lỡ mé đó ba, là đúng rồi trời, cái dây mé mình dưới đó. Hồi đó thì con cũng nhớ là thấy nó mò lỗ. Rồi nó bư mé trơn. Dỗ quào. Hồi đó mà cái mé mà dịch lên xuống là nó lài, nó ghĩa là nó lỡ đó nha. Chỗ nó lên xuống đó, nó mò dài theo mé đó, không nó nhốt chưa được một đêm nữa là khuya là ổng lùa đi rồi, tại mưa đó, được cái ổng phải lùa về chuyển nó đi để cho nó đẻ trứng dơ. Sáng ra là ổng thấy vậy nè, đất nó cát đó, nó lỗ rồi nó coi mấy con vịt nó mọc như hang cua vậy đó má, nó lỗ vậy luôn á. Trời ơi ngủ mà tao nó nghe nó mò con mắc cười con, nó như cái vịt của nó ngủ mà sao mà nó mò nghe. Có nước là nó mò hả chắc? Nước là mò hả? Bằng đêm bằng ngày, có nước là nó mò bất chốc. Cười gì đâu. Đấy.
thả dài dài với gặp nó ăn mé mình biết lỡ lỡ không. Bây giờ không còn nuôi vịt nữa nè, bởi vì cái ở dưới không không đi xuống dưới dẫn mấy đứa này đi với mua bắp nè, thấy cái sông đó, bây giờ không biết điều bắt bước qua bước lại được không, nó lại hết trơn rồi má. Bờ này nó lấp dưới giờ đâu có ghe xuồng đi nữa, không ghe xuồng, không ghe xuồng nữa, cỏ nó mọc. Đó, nó mọc cái đường đi vô làm rồi thứ hai. Ủa, đang làm rồi hả ba? Hôm qua tôi tính chạy vô trọng. Ủa nhưng thôi. Mà là đổ đang rồi luôn hả? Lẽ vậy? Đổ xong hết rồi. Hổng nói tới bữa nào mới làm, bữa đó nghe bác Sáu nó nói mà. Chắc vô tới đụng bờ dụng. Vô thì băng qua ngay chỗ miễu tà, gặp tà đó. Băng qua đó đó. Không biết làm tới gọn tà không? Tới, băng qua đó đó, đừng cho lộ nó thông luôn. Qua cái lộ mới đó ba, chắc băng qua cái lộ mới đó. Là nó bùng hơi mốt người ta đi thử rồi. Là giờ chạy thông thống luôn rồi đó. Vậy là giờ vô đó ngon rồi, không chạy vô sợ cũng chết vô đó hả? Con có dám quay đâu, tại vì vừa chạy tay chạy lên tay quay đâu có dám chạy lọt ruộng à. Nói chạy tới đó là không dám. Nhưng mà bữa đó như á, chạy vô đó được luôn không? Bữa đó chạy vô con sợ cũng chết luôn á, trời ơi giờ chạy được không? Đổ đàn cũng vậy, đất rồi. Cái đường nhỏ xíu chạy mà hai chiếc xe qua không có qua được, hai giống như cái bờ mẫu mà qua tủ cà phê chứ. Ừ, vậy là cái khúc bà hai đó chắc be ra thêm để mới đổ được, lại nhỏ xíu mà. Ừ, vậy là be ra xương không dạ ba. Nấu nước ngọt xương nó ngon. Bữa nay con ăn vô là lúc mà con nêm là con nếm vô cái đầu là giá mình vậy. sao cái nước sao ngọt giống như cô chị hai nấu xương nấu xương á, nấu xương nước ngọt thanh luôn à. Còn nhiều nấu à, đâu có xương bỏ bột ngọt đường đâu bằng mấy chỗ khác nấu nêm đường với bột ngọt chứ không có bỏ xương. Con này ta mua xương giạc ta bỏ vô nó ra nó ngọt. Nó có vụ xương giạc mua cái cọng xương mà trên xương sườn xương sống đó. Thương nha, thương là sống rồi đó, lãng giờ rồi đó. Nó vô nó ngọt. Tiếm 7 đứa phải không? 7 đứa. Cùng 9 đứa. Nhỏ thứ 5. Ủa, ăn hủ tiếu khô à? Mì, tiếu khô. Hấp dẫn à. Mì không có thịt, mà cây mới có thịt nè. Ừ. Rồi mì khô nè, mời cả nhà ăn với mình nha. Thì ớt này thấy cái bông màu tím tím thấy đẹp quá chừng luôn nè, nó có cái bông đẹp lắm á, nhỏ nè. Dạ. Con tím nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng. Cây gì mà thấy trái nhiều thấy sợ luôn trời. Quá chừng trái luôn. Thấy cây ớt này là mình kết rồi đó nha. Lát mình xin cái trái đem về mình làm giống. Chị cái ớt này nó cay vậy không chị? Em biết em không có ăn luôn. Vậy nó hả? Trời vậy thôi. Không ăn luôn. Nó thấy trái đẹp quá. Trời chơi vậy. Chắc cũng ăn được mà. Ăn được nhưng mà không chứ mới cay không á. Ừ. Cái này không tươi tốt không chứ. Nó thấy trái đẹp với sợ luôn á. Ba cái đó là gì dặn cho các. Bỏ vô cái chậu nào mấy. Cái này là hôm đó mình mua ớt cái hôm Tết đó hả cô? Dạ mà tính dài quá ha, hơn nửa năm rồi đó. Ủa vậy hả, nó tính xin cái trái đem về làm giống vậy. Dạ. Ta lấy nhiều dạ. Có dạ. Một tại vậy đây nước đá đổ ra nó chắc nước đá không dạ. Bạc hay quá ha, vậy á hả. Vậy hả con, nãy giờ con thấy con nói để con xin trái đem về. Vậy để đó cho em xin trái nha. Nó... Dạ. Bây giờ muốn về trồng dễ ợt rồi. Sao? Dạ. Để nguyên trái đó, để nguyên trái chín đó. Nguyên xuống. Nguyên trái chín nghiêng xuống hả? Ồ cái này. Sẽ không bỏ bọc gì hết, để nguyên trái vậy. Dạ. Vậy để về anh thử coi.
giờ mình đi xin cái trái đem về để mình trồng thử coi. Nhìn giống cái trái trứng cá quá chừng luôn à. Này có bán trứng vịt luôn, có rổ trứng vịt. Bên này nấu hủ tiếu bằng bếp củi. Nhà này gần hết hủ tiếu rồi, thấy nước lèo cạn xuống dưới. Tôi biết mà. Người chót biết, người chót không mày à. Mười chó là ông nội của mình. Thấy không? Chú phải không? Tụi con. Thấy thấy giống. Giống không? Giống. Rồi đó góp chợ Long Hồ. Ừ, hay khẽ thấy giống. Không biết giống không là con của ông mười chó. Chùa Long Phấn á. À, vô chính khai không? Chính tiên không? À, cháu tiên mà lại vô chút nữa, ở đồng. Ngang bá la. Đây là địa chỉ của quán. Đi sao? Gì ngủ khá. Vậy là bà cháu thờ rồi cũng bà con luôn à? Bà con. Đốc chính ông Tâm Lành nữa em. Ừ, bà con lắm. Bảy thiện là. Cho anh nước lèo thấy sao ngon không? Ngon. Có nguyên cái phanh nữa kìa. Mặt cái cưng chằn do à. Nó dễ hết, chứ dễ. Mà bây giờ chú ở đâu mà về đông quá vậy? Này mấy đứa con tôi không có nhiều thôi, chín út. Chứ có 7 đứa tôi chín đứa. Trời ơi. Chứ có 7 tôi chín mà. Cũng đứa cháu cô vậy đó. Giờ chú ở đâu? Tôi ở đất của ông Bạch Già Sáu Chí nè. Vậy hả? Ở ngang Nam Quỳnh. Vậy hả? Nam Quỳnh là Nam Quỳnh. Nam Quỳnh Mây Phánh đó. Bà con. Bà Hai Chiêu đâu? Hai Chiêu. Còn có chị. Có gì đâu? Cái ngọ chết luôn rồi, không còn ai. Cái ngọt cháu gì nghe con à, cháu gì có nhà mồ đó cái thầy á cháu không có ai ở. Ổng bà chết hết. Dạ. Có anh Tân Gù vẫn ở không? Dạ. Có anh Tân Gù là còn ở. Cái này là cái chốt đó không? Cái thằng này cháu thuốc sánh của ta đó. Thấy quen muốn chết. Quen muốn chết luôn hay chết mẹ rồi. Trời ơi, bây giờ là thấy quen chứ không nhớ ở đâu đó bà ơi. Ồ, đi xe đạp luôn, hay dạ. Vậy hả? Cũng như Bác Hai mày. Ồ, hay dữ vậy? Cái cỡ tuổi Bác Hai á ba. Nhỏ hơn Bác Hai mày, Bác Hai mày 86. Dạ. Mà từ ở Bình Hòa Phước mà đạp xe đạp qua đây. Đạp phía quen đi bộ không nổi chút. Đi bộ là xe đạp là chân dựng đó. Dạ, mình dựng xe đạp mình đi được. Đạp biết thì nó thể dục. Cái ở dưới chùa Long Phấn á, lên đây cho ăn. Tự dưới đạp xe đạp lên đây ăn bánh canh. Dạ. Và đi về ăn sáng nói chuyện quen với nhìn người quen. Anh đánh ngang qua cầu bên kia. Cô ở mấy em đây. Thảo tôi. 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 Thảo tôi
bà con, không bà con thì cũng dần dần sớm làm biết không ạ. Ăn sáng đã xong hết rồi, giờ chuẩn bị về thu dọn chiến trường của mình. Như còn da u nó nè má. Thôi, thôi. Bỏ con lạnh đi. Về địa chỉ cũ đi. Nè, ba bỏ vô ba đem về chứ lát kêu ban đi, con để vô. Để vô ba đem về đi. Về nằm giống nhâm nhi hả? Con nó mới chứ ớt. Bỏ con lạnh con cứng lạnh. Nè mới chứ ớt vậy trồng thì giống như cái anh nãy nói, để nguyên cái trái luôn vậy. Anh đó có kinh nghiệm cái chiều đó chắc là thấy có lý á. Thử coi coi sao. Ở đây lúc này có rau cần ngô cũng hiếm. Tại rau đó nó mùa hay cái đợt tên cái gì á, gần Tết á. Nó có vậy chứ nó khó trồng lắm bà, con trồng mấy lần gần Tết trồng được chứ bây giờ trồng đâu có được. Chết trời. Bà ơi, về. Dạ. Thôi về. Sao là hồi đó em chở khoai lang đi đường này hả gì? Đúng rồi, đi bán nhà dạy ở đây nè. Giờ hai bên đây bằng mọc quá trời mọc luôn á. Mọc đầy hai bên luôn rồi. Vậy ha. Cao cao bự không á. Giờ lâu lâu mới thấy ghe chấu thôi. Chứ đó là ghe chấu chạy thường xuyên luôn. Ghe chấu nè, ghe gạch nè, ở dưới sông này là thôi ghe chạy tấp nập ghe xuồng không. Vậy thường thường là gì á, hồi đó đường ở trên hiếm lắm, đi đường ghe là nhiều. À đúng rồi, cuộc sống sông nước mà. Đa số là có ghe với xuồng tàu gì vỏ lãi. Bây giờ làm lộ rồi cho nên là đường sông bị vắng á. Chứ đó là thôi ghe máy tàu chạy ra, nhớ rồi đó, lâu lâu lên nội ha, ngủ nhà là nghe nó ghe tàu chạy sáng đêm à. Chạy sáng đêm luôn á, dữ lắm. À giờ lâu lâu mới có một chiếc tàu nữa, giờ xa xa mới có chiếc tàu, bên đây thấy đâu có chiếc nào đâu. Lúc trước là thôi thôi tấp nập luôn, đi mà đi chợ nha, hồi đó đi xuồng nhỏ nhỏ sợ cũng chết, mấy tàu bự nè. Sóng đánh cái muốn chìm xuồng luôn á, vô nước á. Giờ vắng lặng luôn.